Thế giới thán phục khi duy nhất chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam làm được điều này ở châu Phi mà không ai làm được. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có những giây phút xem video tuyệt vời nhé. Các bạn thân mến, không phải là người khổng lồ nhưng lại mang trên mình sứ mệnh của những siêu anh hùng giữa đời thực. Họ chính là những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đang giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc ở ABA. Với nguyên tắc bụng no thì bớt tiếng súng, sau 7 tháng đặt chân đến vùng đất sỏi đá châu Phi xa xôi, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã đạt được vô vàn thành quả vượt ngoài mong đợi. Câu chuyện ấy giờ đây đã được truyền đi khắp thế giới, nhiều tờ báo trang tin liên tục đưa tin về những đóng góp lớn lao của bộ đội Việt Nam ở châu Lục Đen. Mới đây, đích thân thư ký Liên Hợp Quốc đã đến thăm phái bộ, vị này cũng phải thốt lên: Việt Nam ơi, các bạn đã làm được một điều mà không ai trên thế giới này làm được. Điều duy nhất ấy là gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng làm một chuyến sang thăm châu Phi qua màn ảnh nhỏ, để hãy cùng tìm hiểu xem là cuộc sống của quân và dân nơi đây như thế nào nhé. Dành cho những ai chưa biết thì cách đây vài tháng, đội công binh số 1 đã lần đầu đặt chân đến phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA. Đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam cử đội công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, là đội hình cấp đơn vị có số thành viên lớn nhất với 184 người, gấp 3 lần quy mô bệnh viện dã chiến cấp 2 đã được Việt Nam triển khai tại phái bộ ở Nam Sudan. Khi đặt chân đến ABA thuộc phái bộ UNISFA, nơi đội công binh số 1 đóng quân, phân đội hậu cần đã nghiên cứu phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm tươi xanh tại chỗ, không chỉ đáp ứng cho 28 thành viên của đoàn tiền trạm tại đội công binh số 1 mà còn cho cả đội 156 người sẽ tới trong tháng 5. Về rau xanh, nhân dân địa phương không trồng và chợ không bán, trong khi cung ứng của phái bộ cũng hạn chế do quãng đường vận tải xa. Bảo quản lạnh khó khăn nên chủ yếu đơn vị nhận được một số loại như là bắp cải này, ớt to, khoai tây. Khi rau đến nơi, đơn vị phải bỏ khoảng 30-50% vì hư hỏng. Không có rau sao mà có sức để làm nhiệm vụ bây giờ? Thấy những bất cập về nguồn rau xanh như thế nên là các anh lính mũ nổi xanh đã ngay lập tức xây dựng quyết tâm phải bằng mọi cách gia tăng được sự đảm bảo nguồn cung rau xanh. Họ đều rất ý thức được việc phải tự túc rau xanh trong mọi hoàn cảnh, bởi đây là nguồn thức ăn quan trọng của người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu. Thế là, để đập tan cơn khát rau, vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, tại trường cấp 3 ABA, Đoàn Thanh niên Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức hướng dẫn cho nhân dân khu vực ABA trồng các loại rau, củ như là cà chua, khoai tây và ngô bắp. Lúc bấy giờ, nhân dân Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực ABA không còn xa lạ với những hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam giúp họ trồng rau xanh, hỗ trợ chăm sóc con cái, dạy học cho trẻ nhỏ, khám chữa bệnh từ thiện cho người dân, làm đường đến trường, chống ngập lụt, xây dựng trường học, dạy tiếng Anh, tin học. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận doanh trại tại Highway, đội công binh số 1 đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức củng cố, sửa chữa. Đến nay, hệ thống nhà ở, điện, nước, điều hòa, ánh sáng cơ bản đã hoàn tất. Nhờ đó mà bộ mặt đơn vị đã có sự chuyển biến rõ nét, hệ thống giao thông thoát nước, hàng rào bảo vệ được cải tạo nâng cấp đã gọn sạch hơn rất là nhiều. Vườn rau gia tăng của đơn vị đã cung cấp đủ rau xanh hàng ngày cho các thành viên của đội. Nhờ sự tháo vát của những người lính bộ đội Cụ Hồ, đội công binh đã nghĩ ra cách khai thác các loại rau xanh đưa vào bữa ăn như là dền cơm này, tầm bóp, muống, ngọn hoa mướp vân vân. Hay hơn nữa là khi đi tập thể dục ở khu vực bãi đỗ trực thăng, các anh đã phát hiện cây me cổ thụ đang có rất nhiều quả và mỗi lần như thế thì họ lại hái được khoảng nửa bao tải để nấu canh chua dần. Ngoài rau xanh, bộ đội Việt Nam còn tổ chức đánh bắt cá ở hồ trong phái bộ UNISFA. Trong 2 tiếng buổi sáng cuối tuần qua, họ đã bắt được hơn 10 kg cá rô phi loại lớn. Đây là nguồn thực phẩm tươi sống quan trọng có thể đảm bảo được trong một thời gian dài. Theo chỉ huy đội công binh số 1, trước mắt lính công binh mượn ván nổi của nhân viên địa phương đang làm việc cho phái bộ để sử dụng thay thuyền. Khi trang bị của đội công binh đến nơi, đội sẽ tổ chức làm chiếc thuyền sắt không chỉ đánh bắt cá mà còn sử dụng khi mùa mưa đến. Dự kiến hầu hết khu vực ABA sẽ bị ngập 0,5-1m trong 2-3 tháng. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng nhìn xem, các phòng container của doanh trại được nối với nhau bởi những giàn mướp chĩu quả. Trước cửa phòng là hoa hướng dương, thược dược đua nhau khoe sắc. Giàn mồng tơi leo kín tường đã tạo thành thảm xanh mát mắt. Ở sân chào cờ ở góc bệnh viện, những bông 10 giờ khoe sắc lan nhanh phủ xanh những mảnh đất cằn cỗi. Ít ai biết rằng nơi đây vài tháng trước là một vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, không một chút màu xanh của cây cối. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix đã đến thăm và cũng cho biết rằng sự cống hiến, tính chuyên nghiệp, xuất sắc của sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam đã giúp đỡ cho rất nhiều nhóm cư dân mạng và cộng đồng dễ bị tổn thương. Liên Hợp Quốc biết ơn vì sự phụng sự này. Mới đây, những hình ảnh về vườn rau trong mưa này đã được đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, báo đài quốc tế. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, tò mò, đó là tất thảy những cảm xúc mà khán giả quốc tế đã trải qua. Họ bình luận rất sôi nổi như thế này:
người Việt luôn luôn tìm thấy cơ hội dù điều kiện như thế nào. Các nước ở châu Phi thường tiềm ẩn nguy cơ bị động vật hoang dã tấn công. Các chiến sĩ công binh cẩn thận vì các hồ nước thường có nhiều cá sấu. Nghe là thích rồi, tôi cũng xung phong đi gìn giữ hòa bình quốc tế. Khả năng tự cải thiện bữa ăn trong khó khăn của bộ đội mình đúng là number one thế giới. Lính gìn giữ hòa bình chắc chỉ có mỗi phái bộ của Việt Nam là biết trồng rau. Vườn rau tuyệt quá, đây không phải là lần đầu tiên họ đã âm thầm lặng lẽ suốt mấy năm qua để giúp đỡ người châu Phi từng bước vượt qua hoạn nạn. Người Việt Nam tuyệt vời quá. Người Việt Nam tốt bụng lắm, mong các bạn ở đây luôn, đừng về nước, chọn đời tôn vinh các bạn. Xưa giúp chúng tôi chống dịch, chống rét, giờ giúp chúng tôi chống đói, còn trồng rau tươi tốt thế này. Tuyệt vời quá Việt Nam ơi! Bộ đội ta thời bình cầm cuốc làm nông hiền hòa, thời chiến cầm súng trở thành chiến binh anh hùng. Nó là cốt cách và ăn sâu vào máu rồi các bạn ạ. Là người Việt Nam, khi mà xem được những bình luận này của cộng đồng quốc tế, mình càng tự hào hơn. Chỉ có người Việt Nam là nhiều lòng trắc ẩn như vậy, và chỉ có lòng tin tuyệt đối những người dân châu Phi gặp nạn mới chọn cách nhờ người Việt Nam cứu giúp. Và họ đã đúng, vì người Việt kể cả biết chữ hay không và chưa biết viết, biết đọc đã nghe mẹ ru, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Từ bé, trí nhân hay cường bạo đã chảy trong huyết quản của người Việt mất rồi. Khắp các trang mạng xã hội, hàng loạt những video, bài viết đã được đăng tải từng phút. Tất cả cũng không đủ để nói hết được những điều tuyệt vời mà đội công binh làm được. Thậm chí đội công binh cũng có kênh YouTube riêng để chia sẻ hoạt động của họ tại châu Phi. Bên dưới những video này, mình đã đọc được những dòng bình luận của các bạn Việt Nam. Dường như ai ai cũng không giấu nổi niềm xúc động. Các anh chị ra nhiều video hơn nhé, rất thích xem những chương trình như thế này. Đối với người dân châu Phi thì vườn rau này quả thực là một ước mơ, nhờ bộ đội Việt Nam mới có ngày hôm nay, tự hào quá. Những đứa trẻ này tương lai sẽ là lãnh đạo của đất nước và chúng nó sẽ nhớ ơn người Việt Nam ngày hôm nay. Các anh chị lại chơi cả máy xúc ra làm nông thì hết nước chấm rồi, nghệ cả củ luôn đấy chứ. Quân với dân một lòng, thần thương quá, chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, lan tỏa văn hóa nhân ái Việt Nam ra thế giới. Nhiều cư dân mạng còn động viên thêm là đội công binh Việt Nam hãy nhờ phái bộ đầu tư cho vài cái máy cày, cày thật nhiều đất rồi hướng dẫn người dân trồng ngô trồng sắn, vừa phủ xanh vừa có lương thực cho người dân nữa cơ. Thực sự mỗi khi xem trên các trang mạng thì thấy các trẻ em và các cụ già ở châu Phi xa xôi đang có một cuộc sống khó khăn và lạc hậu, cùng những cảnh đổ máu vì chiến tranh vẫn tiếp diễn, chúng ta thấy lòng mình cứ thắt lại. Nay nhờ có các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam cùng phái bộ Liên Hợp Quốc đến giúp cho họ phần nào trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, người Việt Nam ai ai cũng thấy thật ấm lòng. Mong sao các anh chị mũ nổi xanh Việt Nam cùng với phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ giúp cho những người dân nơi đây được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa. Và xin cảm ơn các bạn, cũng như là chúc nhân dân ở đó sớm thoát khỏi chiến tranh, nạn mù chữ, đói nghèo, bệnh tật và có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc trọn vẹn. Cho đến nay thì hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, uy tín của Việt Nam đã được lan tỏa rộng rãi trên khắp toàn bộ khu vực thị trấn Abia, đến nỗi mà người dân còn gửi lời khen ngợi và cảm ơn bộ đội công binh Việt Nam tới lãnh đạo phái bộ, làm họ rất hài lòng và ngưỡng mộ việc ta đã làm cho địa phương. Người Việt Nam ngày càng được nhân dân trên khắp thế giới tôn trọng và học hỏi, vì người Việt Nam rất thân thiện, rất hòa đồng và rất yêu hòa bình. Bác Hồ đã gieo nên tất cả những nước, đất nước nghèo trên thế giới, những tư tưởng thật sự rất rất tình người, rất hy vọng. Chính vì vậy, người Việt Nam bây giờ mới được cả thế giới tôn trọng và yêu mến đến như vậy. Thật đáng để chúng ta dành lời biết ơn và trân trọng đến cho họ các bạn nhỉ. Chúng ta ở phương xa, hãy tiếp tục làm hậu phương vững chắc cho họ. Chỉ chúc cho anh em Việt Nam chân cứng đá mềm, làm nhiều việc tốt, quảng bá nét đẹp và lòng nhân ái, tinh thần của dân tộc Việt Nam tới nước bạn. Các bạn thân mến, các bạn có những cảm nhận gì thì ngay bây giờ hãy cùng chia sẻ với chúng mình bên dưới phần bình luận nha. Và đừng quên follow chúng mình, like, share để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.